chúng ta đã nói tới Hoa Kỳ chúng ta mới gì nói tới uh, Châu Âu bây giờ chúng ta nói tới nước Anh đi thì nước Anh cũng chuẩn bị trong vòng vài tuần nữa không nói rõ ra khi nào nhưng mà nước Anh cũng sẽ nói là sẽ đưa ra một cái luật liên quan đến crypto rõ ràng hơn nhưng mà cái luật này ra nếu như các bạn đang chờ đợi nước Anh chia sẻ về yêu uh, tiêu về bitcoin về crypto nói chung nên thì không hẳn đâu tại vì cái luật này đó bộ tài chính của nước anh nói là luật này sẽ chú tâm vào cái gì đó chính là chú tâm vào stable coin nghĩa là những đồng ổn định mà thôi các bạn hiểu là biết bao nhiêu là tiền được số trên thị trường biết bao nhiêu là meme coin biết bao nhiêu là defi biết bao nhiêu là nft biết bao nhiêu là những cái đồng mà cần phải quan tâm đến nhưng mà các quốc gia bây giờ đã vẫn tiếp tục chú tâm vào đó chính là stablecoin đồng ổn định tại vì stablecoin đó độ ổn định mới là cái đồng mà có sức ảnh hưởng với lại ngành ngân hàng như thường đã chia sẻ với các bạn stablecoin có thể được dùng làm phương tiện thanh toán có được dùng để mà gửi lấy lãi và nhiều người đó thì lựa chọn là gửi stablecoin lấy lãi thay vì gửi tiền đó vào trong ngân hàng cho nên stablecoin độ ổn định là cái trọng tâm của cái luật mà sắp được chia sẻ bởi nước Anh chúng ta hy vọng là sẽ có sớm một thường chia sẻ chi tiết với các bạn Chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới châu Á đi thì chúng ta thấy là Nhật Bản đó, hôm nay cũng đã nói những quốc gia trong cái khối G7 đó là nên nhanh chóng đưa ra một cái luật chung liên quan tới crypto đi, một cái khuôn khổ pháp lý cho crypto tại vì thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta đang nghe nói tới nhiều năm quốc gia này, quốc gia kia muốn cái luật crypto nhưng mà các bạn thấy được năm nay đó, thật sự là cái năm mà nhiều luật crypto đã được hình thành, chúng ta thấy được là Hoa Kỳ vẫn chưa có. Nước Anh thì vẫn chưa có rõ Nhưng mà nhiều quốc gia khác cũng đã rõ ràng hơn Như là chúng ta nói tới à, nước Nga, nước Ukraine, thậm chí Thái Lan cũng vậy Nhưng mà Nhật Bản thì nói là cũng tương tự như nước Anh Họ rất là quan tâm đến stablecoin Họ nghĩ là cái khả năng đó là nếu như mà chúng ta cứ chậm trễ Mà không có ra cái lực đó Thì thị trường này sẽ phát triển mà không có lực Và cho dù có lực hay không có lực thì chuyện này cũng sẽ tiếp tục phát triển và lớn mạnh mà thôi thời gian không còn nhiều nữa người ta có thể là bắt đầu sử dụng những cái đồng ổn định dùng để làm phương tiện thanh toán khắp mọi nơi cho nên cần phải có một cái lực nhanh chóng đó là cái lời kêu gọi đến từ ngân hàng Nhật Bản tới những cái quốc gia trong cái khói G7 và không chỉ riêng Nhật Bản đâu các bạn thấy được là IMF quỹ tiền tại quốc tế cũng như vậy quỹ tiền tệ quốc tế đã đưa ra một cái lời nhắc nhở là đối với lại cái sự trừng phạt kinh tế của những quốc gia như là Hoa Kỳ với lại nước Nga đó thì cần nên cẩn thận tại vì bây giờ đó cái tiền dự trữ của thế giới là đồng đô la nếu như mà cứ tiếp tục có những cái sự trừng phạt như vậy khiến cho đồng đô la khó sử dụng những quốc gia nào đó mà dựa vào đồng đô la rất nhiều quốc gia dựa vào đồng đô la để giao dịch trên quốc tế nếu như mà có một cái sự xung đột chính trị giữa hai bên giống như là chúng ta nói tới là giữa nước Nga và nước Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ có thể dùng cái quyền lực của đồng đô la để mà gây áp lực với lại nước Nga thì có thể là điều này sẽ dẫn đến thúc đẩy nhiều quốc gia đó sẽ tìm kiếm một cái loại tiền khác để mà họ không có bị cái sự ảnh hưởng đàn áp đến từ đồng đô la nữa và đó có thể là những đồng gì? Các bạn được nghe cả IMF cũng nói đó có thể là những đồng stable coin, những đồng ổn định hầu như vũ cha bây giờ đó không còn quan tâm đến là bitcoin hay là ethereum mọi người bây giờ quan tâm đến đầu ổn định đầu ổn định và đầu ổn định mà thôi thì đi thuận chia sẻ quan điểm của thuận về tất cả những gì mà thuận vừa chia sẻ với các bạn thôi đó thì các bạn cũng đã biết là ủng hộ cần phải có một cái lực trong thị trường này có nhiều người đã trong tiền crypto thì nói là không cần lực gì hết á đây là một cái thị trường tự do mà thường thì không có nghĩ như vậy các bạn cũng đang nhớ là cái ví dụ thường hay chia sẻ đó là chúng ta nói tới ngành ô tô đi xe hơi mà các bạn chạy đó thì trước khi mà có luật giao thông trước khi mà có những cái đơn vị đăng ký giao thông các bạn cần phải đăng ký bản số xe trước khi mà có những cái luật đó đó thì cái ngành xe ô tô đó không có bán chạy và cũng không có nhiều người sử dụng sau khi mà có luật giao không rõ ràng đó, có đăng ký xe rõ ràng thì cái ngành ô tô phát triển rất là lớn, nhiều người đã an tâm hơn, tại vì họ cảm thấy là đã có một khuôn khổ pháp lý bảo vệ họ khi mà họ chạy xe nó an toàn hơn. thì thị trường này cũng sẽ như vậy. khi mà chúng ta thấy có nhiều cái luật rõ ràng đó, thì chúng ta sẽ thấy được là sẽ thu hút được rất nhiều người đang đứng bên ngoài chờ đợi có được rõ ràng để mà tham gia vào, họ sẽ tham gia vào cái thị trường này. Đương nhiên, điều mà chúng ta cần thấy là những cái luật tốt và những cái luật có cái à, khả năng bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường này Chứ không phải là những cái luật bây giờ chỉ đưa ra tại vì à, họ lo sợ cái sự phát triển lớn mạnh trong thị trường này Cho nên đưa ra một luật nào đó đại để mà kiềm chế sự phát triển Không phải những luật đó, những cái luật cần phải có cái à, tính phát triển thị trường này Cộng với lại bảo vệ những cái nhà đầu tư Thì các bạn thấy được là chúng ta có thể lấy một cái ví dụ đi giống như là chúng ta nói tới là những nơi mà có con nít á, giống như là những cái nơi mà xây quanh trường học mà con nít thường hay đi bộ đi học ở Hoa Kỳ đó thì những nơi đó các bạn á, có muốn là không có luật về tốc độ hay không có nghĩa là ai muốn chạy sau thì chạy đương nhiên các bạn không muốn rồi các bạn không muốn là cái khả năng chạy đó là 70 mile 65 mile một giờ hay không thì đương nhiên là người ta nói là không muốn rồi chạy 75 mile một giờ thì rất là lẹ đương nhiên sẽ rất nguy hiểm đối với những nơi mà có nhiều trẻ em đi bộ nhất là gần trường học cho nên á không phải là các bạn muốn tốc độ ở những nơi đó là một mile một giờ hay là không tuy nhiên là người đó là không đó nếu vậy thì như là rùa bò người ta đi bộ còn nhanh hơn nữa thì các bạn được là cái luật nó cần phải nằm ở chính giữa và nó cần phải có cái logic chứ không phải là cứ ra luật cứ nói là thị trường này đó quá nguy hiểm cho nên bây giờ là ra luật là hạn chế toàn bộ không hẳn là như vậy đâu giống như là các bạn thấy được là không phải người ta nói là cái khu mà có con nít đi qua đi lại đó đi trường học đó thì những cái nơi đó nó nguy hiểm cao cho nên tất cả các xe đều phải chạy chậm như rùa bò mỗi cái xe chỉ được chạy có một mile thôi đương nhiên cũng không hợp lý cho nên các bạn mới thấy được là cái luật giao thông đó cho phép là ở những nơi mà có nhiều trẻ em thì những cái khu vực có nhiều trẻ em đó đó thì tốc độ ở Hoa Kỳ là trung bình là khoảng 25 miles những cái nơi như là các bạn thấy được là xa lộ đó thì tốc độ có thể tăng lên tới 65 thậm chí là 85 70 tùy theo các bạn ở đâu tại vì đây là nơi mà tốc độ có thể chạy lẻ hơn cho nên các bạn thấy được là ngay cái luật giao thông cũng cần phải hợp lý cái luật trong thì cái tuần này đã cũng phải hợp lý chứ không phải là chúng ta cứ không có luật nhưng mà luật cần phải hợp lý Chứ nếu như mà chúng ta có những cái sự hạn chế Các bạn gửi 1.000 euro Là cần phải khai báo đủ thứ Thì không ai sử dụng đâu Nếu gì thì ta dùng uh, tiền ngân hàng cho nó đơn giản hơn Nếu như mà thật sự Những cái người lập pháp này như là họ nói họ muốn hỗ trợ thị trường này họ muốn thay thị trường này tăng trưởng họ thấy được là đây là cái khả năng một thị trường lớn mạnh như là internet trước đây có thể mang đến nhiều lợi ích nhiều thuế cho họ quan việc làm vân vân nhiều sự phát triển sau này nó càng ngày càng tốt hơn công nghệ rất là quan trọng đối với gia của họ thì nếu như vậy đó thì không nên đưa những cái luật như là nếu như mà có cho em thì chạy một mile trước hết á tôi nghĩ là mọi người cần nên Giống như trong ví dụ này đó mọi người cần nên uh, đưa ra một cái định nghĩa là cái khu vực có trẻ em đó là những khu vực nào tạm bi bao nhiêu đó mới là cái sự bắt đầu giống như là chúng ta nói tới trước khi mà ra luật quản lý thị trường crypto đó thì cần phải có định nghĩa crypto là gì thật ra những quốc gia bây giờ đã phần lớn cũng không có định nghĩa chính thức crypto là gì giống như ở hoa kỳ đó các bạn hỏi một câu hỏi là crypto là gì thì tùy theo các bạn hỏi ai giống như là các bạn hỏi À, bộ Tài chính của Hoa Kỳ Thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ nói là crypto đương nhiên là tiền rồi Cho nên chúng ta mới có những cái luật như là Chống rửa tiền KYC, AML Nếu như các bạn hỏi cái bộ phận Quản lý chứng khoán Hoa Kỳ Thì đương nhiên họ sẽ nói là đây đương nhiên là chứng khoán rồi Cho nên chúng ta mới thấy những cái điều kiện Liên quan tới XRP như các bạn hỏi cái bộ quản lý hợp đồng tương lai là gì thì đương nhiên họ sẽ nói là bitcoin đương nhiên là hàng hóa rồi cho nên chúng ta mới thấy là những cái hợp đồng tương lai của bitcoin được quản lý và cấp giấy phép bởi cftc các bạn hỏi cục thuế crypto là gì thì đương nhiên cục thuế sẽ nói với các bạn là đương nhiên crypto là tài sản rồi cho nên các bạn bán có lời thì các bạn phải đóng thuế cho nên các bạn thấy được là tùy theo các bạn hỏi ai các bạn sẽ có câu trả lời khác nhau ngay cả định nghĩa đơn giản crypto là gì đó nhiều quốc gia bây giờ vẫn chưa có tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu từ đó rồi mới có những cái luật quản lý thị trường này bây giờ đó định nghĩa chưa có mà mọi người đã ào vào để mà đưa những cái luật mà hầu như chưa rõ cái đó là gì mà đã muốn quản lý rồi cũng giống như là chúng ta nói tới chưa rõ khu vực con nít là khu vực nào mà đã muốn có những cái luật liên quan đến tốc độ là phải là bao nhiêu nói tới đây đó thì một trong quốc gia gần đây đưa ra một cái luật mà mình cảm thấy được là cái mức thuế này quá cao đó chính là ấn độ thì dựa theo thông tin đó, thì cái luật thuế crypto Ấn Độ cuối cùng đã được thông qua và cuối cùng đó thì cái thuế là 30% khi mà các bạn giao dịch crypto đó thì phải đóng thuế là 30% cái thuế này rất là cao luôn và sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 4. 1 tháng 4 là ngày April Fool's thì tôi hy vọng là đây là một cái câu chuyện hài mà thôi nhưng mà thật ra không phải đâu. 1 tháng 4 thì sẽ có cái lực là 30% tiền thuế cho crypto ở Ấn Độ. Cái mức này cao lắm mà các bạn thì được là 30% đó thì tương tự như là mức thuế nào khi mà thuận lên trên mạng tìm hiểu đó thì các bạn thấy được là đây là cái tài liệu liên quan tới ấn độ thì ở ấn độ đó khi mà các bạn cờ bạc trên mạng đó thì khi mà các bạn thắng đó thì cái phần thắng đó phải đóng thuế là bao nhiêu 30% trăm có nghĩa là chẳng khác gì ấn độ nói đầu tư vào crypto đó thì họ so sánh tương tự như là cờ bạc trên mạng cho nên cái thuế là giống nhau 30% phần điều này thực sự rất là đáng tiếc tại vì các bạn thấy được là đối với lại Hoa Kỳ đó thì chúng ta thấy trên màn hình đó Hoa Kỳ thì thu nhập crypto đó sẽ chia làm hai phần phần đầu tiên đó là thu nhập dài hạn có nghĩa là các bạn thì được là các bạn có lời nhưng mà cái lời này đó là sau khi các bạn đã ho đồ hơn một năm thì các bạn mới có lời thì cái phần trăm thuế thấp hơn các bạn thấy được là từ 0 cho đến 20% tùy theo thu nhập của các bạn là như thế nào và các bạn thấy được là ngắn hạn có nghĩa là hồ đồ dưới một năm thì nếu như dưới 1 năm đó thì cái phần trăm là từ 10 tới 37 phần trăm thì có thể như bạn nói là 10-37% tới 37 còn cao hơn cả 30% nữa nhưng mà không phải tính như là Ấn Độ. Ấn Độ đã có lời là tính 30%. Hoa Kỳ đó thì tính theo là các bạn thu nhập bao nhiêu và không phải là các bạn thu nhập cao là tính hết tất cả 37%. Mà cách tính của Hoa Kỳ đó là từ 0 đô cho đến 10.275 nếu các bạn là single, nghĩa là các bạn độc thân. Thì 10.275 đô la đầu tiên tiền lời là tính 10%. Kế tiếp đó là từ 10.000...

trong cái phần nào thì trả cái thuế phần đó mà thôi chứ không phải là tất cả đều tính một phần trăm hết và cái mức tính này đó là tương tự như gì tương tự như là cái thu nhập các bạn có khi mà các bạn đầu tư chứng khoán có lãi ở hoa kỳ các bạn được là cũng tương tự đây là cái phần trăm giống nhau có nghĩa là hoa kỳ đã xem crypto như là công cụ tài chính như là chứng khoán chứ không phải như là ấn độ đáng tiếc ấn độ xem thu nhập đến từ crypto như là cờ bạc trên mạng. Đây là một điều đáng tiếc, 30% cho tất cả thu nhập thực sự là quá cao. Những gì theo mới vừa chia sẻ với các bạn liên quan tới pháp lý, liên quan tới thuế đó thì đương nhiên tại vì các bạn thấy đây là một cái thị trường mới bắt đầu và có khả năng tăng trưởng rất là nhiều. Đây là một cái thống kê mới nhất được chia sẻ bởi NBC. Thì NBC chia sẻ cái thống kê đó là họ đã hỏi tổng cộng là 1.000 người Hoa Kỳ thì trong 1.000 người Hoa Kỳ đó đó là 21% nói là họ đã ít nhất là đầu tư, trade hay là đã sử dụng crypto rồi. Có nghĩa là 21% của 1.000 người. Và các bạn thì là 1.000 người này đó là 1.000 người adult, nghĩa là 1.000 người trưởng thành mà thôi. Không tính đến những người mà đương nhiên dưới 18 tuổi. Thì những người mà trên 18 tuổi đó... Cái uh, tuổi mà có cái khả năng sử dụng crypto nhiều nhất đó, thì mới có 21% thôi nghĩa là 1 trên 5 người là đã từng đầu tư sử dụng crypto mà thôi các bạn thấy được là những cái người mà từ lứa tuổi là từ 18 tới 49 tuổi đó đây là cái lứa tuổi mà rất nhiều người trong lứa tuổi này đã sử dụng crypto rồi hay là đã đầu tư crypto rồi thì hầu như là phân nửa cái số lượng người đàn ông trong cái lứa tuổi này đã nói là họ đã sử dụng và đã đầu tư crypto rồi con số này rất là cao luôn phân nửa từ 18 tới 49 nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào đó là từ 18 tuổi trở lên đó, tính chung thì chỉ có 21% mà thôi có thấy được chúng ta vẫn còn rất là sớm trong thị trường này và cái lứa tuổi này đã cũng phù hợp với lại khi mà nhìn vào những cái tài liệu trên channel thì các bạn thấy được đây là tài liệu trên channel của thuần capital các bạn thấy được là bên dưới này đó cho thấy là cái số lượng view trong vòng 3 tháng qua đó là 78 phần trăm các bạn xem kênh này đó là đến từ Việt Nam 9 phần trăm là đến từ Hoa Kỳ 3 phần trăm là đến từ Nhật Bản 1,5% là đến từ Úc và 1,1% đó là đến từ Nam Hàn, còn lại là 1% là Canada, nước Đức là khoảng 1%, còn lại là những phần trăm nhỏ hơn. Và cái lứa tuổi mà xem kênh Thuần Capital đó, các bạn thấy là cái lứa tuổi cao nhất là gì? Trên channel này trong vòng 90 ngày qua, đó chính là lứa tuổi từ 25 tới 34, chiếm tỷ lệ là hơn phân nửa 56% của các bạn đó xem kênh này đã là ở cái lứa tuổi 25 tới 34 rồi. Nhưng mà nào mà trong lứa tuổi này hãy comment bên dưới còn lại đó thì các bạn thấy được là từ 18 tới 24 tuổi là 14%, 35 cho đến 44 tuổi là 20,5%. Các bạn nằm ở lứa tuổi nào trong cái group này hãy comment ở bên dưới. Trước khi chúng ta ngưng cái video này đó thì thường muốn chia sẻ một số những thông tin on chain với các bạn. Tại vì hôm nay đó có cái sự đi xuống giá cả thì nhiều bạn chắc cũng muốn biết là thông tin on chain hôm nay là như thế nào. Thì các bạn thấy được là một trong những cái tài liệu rất nhiều bạn muốn thường chia sẻ thường xuyên đó chính là hiện bây giờ cái tỷ lệ của những cái số lượng Bitcoin mà có lời là bao nhiêu thì khi mà thùng refresh lại class no đó thì cho đến mức bây giờ đó thì cái số lượng Bitcoin này có lời là 77,3% đã giảm xuống so với 84 81% trăm à, cách đây 4 ngày rồi đương nhiên bây giờ giá đi xuống thì có ít người có lời hơn là 77,38% còn về cái số lượng Bitcoin và Ethereum đó, thì chúng ta thấy được là trên sàn ngày hôm nay đó đây là cái tài liệu ngắn hạn hơn tính theo giờ mỗi một thanh này là một giờ thì các bạn thấy được trong vòng 24 giờ qua trên mạng lưới BTC đó không có nhiều cái sự thay đổi không có phải là chúng ta thấy hiện tượng là đột ngột có nhiều Bitcoin hồi đẩy lên trên sàn và Ethereum thì cũng như vậy thật ra cả, cả ngày hôm nay nó còn im lặng hơn ngày hôm qua nữa mặc dù là giá hôm nay có cái sự đi xuống thì không thấy dấu hiệu thì bây giờ là có nhiều người đẩy Bitcoin hay là Ethereum lên trên sàn Vẫn rất là im lặng ngày hôm nay và thông tin cuối cùng là thông tin liên quan tới Dogecoin Không biết có rất nhiều bạn là fan của Dogecoin Thì có một số những cái điều rất là thú vị ở đây Đó chính là co-founder của Dogecoin là Billy Marcus thì Billy Markets muốn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Dogecoin thì cũng dễ hiểu thôi. Tại vì các bạn thấy được là đồng Dogecoin đó gần đây hầu như ngoại trừ Elon Musk không còn những người khác nói tới nhiều nữa. Các bạn đã nhớ là giờ này năm ngoái đó chúng ta có những người tỷ phú thường hay nói về Dogecoin trong đó chúng ta có những tỷ phú như là Mark Cuban hầu như là rất im lặng bây giờ ngoại trừ Elon Musk ga, mọi người cũng đã bắt đầu lãng quên Dogecoin rồi và gần đây đó chúng ta thấy được là cái sự phát triển của Shiba Inu đó cũng muốn trở thành một cái mạng lưới mà chúng ta có Dex chúng ta có DeFi chứ không chỉ riêng là một cái meme coin nữa thì bây giờ đó Billy Marcus cũng muốn thúc đẩy cộng đồng Dogecoin ủng hộ để mà tiếp tục cải tiến đồng Dogecoin này và muốn rời khỏi cái cương vị là một cái đồng meme coin, một cái trò đùa của crypto mà muốn trở thành một cái đồng thực sự dùng để mà thanh toán thì cái được là không biết là có hiệu quả hay không. Tại vì Dogecoin từ khi thường vào thị trường tới bây giờ đó là một trong những lý do tại sao Dogecoin rất nổi tiếng là tại vì một đồng nó tạo ra như là một cái trò đùa cho nên rất nhiều người thích mua lưu trữ như là một trò đùa nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ lại muốn thay đổi cái cách nhìn đó cũng không dễ đâu nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ đã chỉ có tesla ủng hộ mà thôi chúng ta thấy là tesla bây giờ đây thì các bạn có thể dùng đồng dogecoin đồ để mua một số những cái phụ phẩm của tesla phụ phẩm chứ không phải là mua xe tesla tesla là không có bán sử dụng dogecoin mà các bạn có thể là mua giống như là mua cái nón hay là mua cái ly có cái logo tesla gì đó mà sử dụng Dogecoin để mình thanh toán Và gần đây đó thì Elon Musk lên trên Twitter nói là Twitter đó À, là một cái mạng xã hội mà có rất là nhiều những cái luật cũng như là ai đó mà không có theo cái luật của Twitter đó thì sẽ bị xóa Twitter. Cho nên là Elon Musk muốn tạo ra một cái mạng xã hội riêng. Thì nhiều người nói là Elon Musk giàu như vậy thì có thể là mua cả Twitter rồi sau đó sẽ dùng đồng Dogecoin làm cái phương tiện thanh toán ở trên Twitter. Cho nên á, nhiều người nghĩ là đó có thể là điều xảy ra Thường thì không hiểu gì đâu, thường nghĩ là Elon Musk không mua Twitter đâu Nhưng mà ngoài chỉ điều này ra là một điều khác rất là thú vị Đó chính là Billy Marcus nói là đang làm việc với lại và Buterin của Ethereum để chuyển đổi hệ thống của Dogecoin từ hệ thống đào thành hệ thống cổ phần Proof of Work trở thành Proof of Stake đây là một điều mà cực kỳ thú vị luôn không biết là làm sao để có làm được tại vì cộng đồng của Dogecoin đó thì không phải là cộng đồng của Billy Markets Các bạn hiểu Dogecoin là một cộng đồng cũng khá là đa dạng chứ không phải là giống như là Ethereum chúng ta có một số những người lãnh đạo giống như là Cardano giống như là Solana có một số những người lãnh đạo cộng đồng của Dogecoin thì rất là đa dạng luôn cho nên Billy Markets chỉ là một trong những người có tiếng trong cộng đồng mà thôi chứ không phải là một người mà như là Vitalik có thể là kia cái sức ảnh hưởng lớn đâu cho nên không biết có thành công hay không nhưng mà đây là những cái tiến triển mới liên quan tới đồng Dogecoin mà thường muốn chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này và một lần nữa thùng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như là những dịch vụ đến từ những sàn như là bybit, snapx, ftx, Ascenex, binance hay là Moon XBT thì các bạn có thể bấm vào cái liên minh dưới cái video này cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những dịch vụ gợi lấy lại như là Nexo và BlockFi và đương nhiên Crypto đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain trong đó chúng ta có những cái dịch vụ có nhiều cái ưu đãi đặc biệt như là các bạn có thể nhận được lên tới 10% giảm phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn FTX thông qua link của Thuận Capital hay là nhận được bonus đến sân sàn Bybit khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital và các bạn có thể được giảm lên tới 20% các phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận Capital. Tất cả những thông tin chi tiết đều nằm bên dưới cái video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.